Tôi xin phép và đặt ra câu hỏi, được cái gì anh muốn nói thì anh nói, còn cái gì anh thấy không tiện nói thì thôi. Tôi nghĩ nên nói hết sự thật để hai anh em mình biết với nhau thôi. Rồi trước nhất đó, tôi có thể nói để chia thôn mình là này, tổng thống ngồi đi nhiệm về nước. Lúc đó anh là sĩ quan của quân đội Pháp, phải vậy không? Dạ. Thì mình nói giai đoạn nào mà anh có cái quyết định là ủng hộ chế độ Ngô Đình Diệm đó. Đoạn thứ hai là cái giai đoạn anh nắm quyền với tư cách là trung ương tình báo công an. Rồi cái giai đoạn thứ ba bị đảo chánh, những cái hoạn nạn của anh, đưa hội đồng cách mạng đưa anh đi ra ngoài côn đảo. Là có, nếu mình có thời giờ thì từ 75 tới giờ, cái giai đoạn chót của cuộc đời hai đứa mình. Yeah. Thì thôi bây giờ mình nói cái giai đoạn đầu anh ha. Dạ. Tôi có nhớ rồi, anh có nói với tôi rằng hồi tổng thống Ngô Đình Diệm được ông Bảo Đại mời về nước đó, thì anh lúc đó là sĩ quan của quân đội. Dạ, sĩ quan của quân đội. Tôi có nhớ anh nói với tôi trong trường hợp nào anh và ông Dương Văn Minh, cũng là một người bạn thân của anh, đã có cái quyết định là ủng hộ ông Diệm, không theo cái đường lối của Nguyễn Văn Hinh. Thưa anh, cái chuyện đó anh có thể cho dạ, tôi sẽ nói lại. Dạ. Dạ. Lúc mà tôi ở ra trường Đà Lạt, yeah, thì lợi trình diện cho ông đại tá Lê Văn Tị, yeah, thì ông đại tá Lê Văn Tị mới chọn ra bốn người sĩ quan đang về tiểu đoàn 19 là tiểu đoàn tác chiến ở miền Tây. Thì cái tiểu đoàn 19 là tiểu đoàn Tây chỉ huy. Ông mới nói rằng muốn quốc gia hóa cái tiểu đoàn đó, cho nên nó lấy một số sĩ quan của Đà Lạt đã đem về vô đó, trám vô đó đặng mà lãnh đạo cái tiểu đoàn đó. Lúc đó là Pháp đó hả? Pháp à? Dạ Pháp à? Dạ. Dạ. Thì trải qua biết bao nhiêu cái thăng trầm cực khổ ở trong cái vùng miền Tây đó, thì lần lượt chết hết ba người, còn có mình tôi còn sống. Mà trải qua bao nhiêu cái nguy hiểm lắm. Dạ thưa anh đi, lúc đó cấp bậc của anh là gì? Dạ lúc đó là từ vô đầu thì thiếu quý, rồi trung quý, rồi đại quý. Tôi thăng cấp lên tới đại quý là khi mà ở ngoài mặt trận. Dạ. Mà hồi đời Pháp anh đã là đại quý rồi. Đại quý rồi. À, dạ, dạ. Đại quý rồi tới chừng là tôi bị thương cái chân này. Hồi đời đó ông Đỗ Cao Trí, đại quý Đỗ Cao Trí mà chỉ huy cái tiểu đoàn 19, thế cho tay. Sau cái rồi thì tôi bị thương rồi đó, tôi mới lành bệnh rồi, tôi mới về, tôi gặp ông Đại tướng Tị, gặp Đại tá Lê Văn Tị, tôi xin rằng tôi xin trở lại quân đội để mà đi đánh giặc. Ông Tị, ông la tôi nói, ai ngu như mày vậy? Như là ta lợi dụng cơ hội này, ta về văn phòng ta làm, ai lại xin đi đánh giặc? Nói ngồi nhà buồn quá thôi, đại tá cho tôi đi đánh giặc đi. Ông nói thôi bây giờ tao cho mày về làm Adjutant Operational cho ông đại tá Bùi Văn Hai ở phân khu Mỹ Tho. Bùi Văn Hai đó bà con với tôi à? Dạ. Hai mập đó hả? Dạ mập đó. Ừ, hai mập đó. Thì lúc đó hai đó là đại tá mà hả? Dạ đại tá. À. Thì ông cho tôi về đó làm Adjutant Operational. Thì tôi mở cuộc hành quân ở ấp Bắc, ở trong Đồng Tháp. Thì giải phóng cho ông Bền hồi trước. Ông Bền mà... Ông Bền tỉnh trưởng sao? Ông Bền tỉnh trưởng đó, ông Bền xong rồi có làm tổng giám đốc công an cảnh sát đó. Tổng giám đốc cảnh sát. Dạ. Bền, tôi nhớ rồi. Giải phóng bởi vì tôi mở cuộc hành quân đó bằng xe lội nước. Bọc dây tụi giờ cổng bắn tan hết rồi. Thì nó bỏ ông Bền đó rồi. Tôi mới rước mình về. Thì xong cái vụ đó đó, thì ông đại tướng Lê Văn Tị ông cho tôi mày đai, rồi lúc đó là ông mới cho tôi về, ông cho tôi lên đại quý, rồi cho tôi coi khi bằng tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 62. À lúc đó là tiểu đoàn trưởng. Dạ tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 62. Dạ. Đóng ở tại Hóc Môn. Thì trong có một bữa đó thì tôi được cái lệnh rằng đi họp ở tại để nhất quân khu cũ, là ông đại tá Lê Văn Tị là tư lệnh đệ nhất quân khu. Rồi của Pháp ạ. Của Pháp ạ. Thời kỳ Pháp đó. Thì tôi đi tới đó thì tôi thấy là có đại diện của ông Huynh. Ông Quân Hội.
Rồi ông Dương Văn Minh cũng ở đó, ông Dương Minh là trung tá Dương Văn Minh. Làm, lúc đó ông Minh là trung tá. Trung tá làm tham mưu trưởng. Dạ. Hội thì kêu tôi là nói là bây giờ đó, nhiệm vụ chính của tôi đó là chuẩn bị cái tiểu đoàn để sẵn sàng để tấn công Dinh Độc Lập nếu có lệnh của ông Hinh. Cái vai trò Hinh là tư lệnh. Tư lệnh của Pháp. Pháp mà là thủ tướng là ông Tổng thống Diệm. Không. À? Lúc đó là trước là ông gì? Ông già của ông Hinh á. Ông Nguyễn Văn Tâm. Nguyễn Văn Tâm. Dạ. Rồi sau mới là ông Tổng thống Diệm mới vô có một vài tháng à. Dạ. Thì ra lệnh cho tiểu đoàn 62 á là đợi cái message của ông Hinh á, thì để tiểu đoàn 62 phải tấn công Dinh Độc Lập bắt cho được ông Diệm. Lúc đó ông Diệm là thủ tướng. Thủ tướng. Thì họp rồi xong xuôi rồi tôi ra về. Thì ra tới cửa ngoài thì ông Minh ông ở trong ông ra theo. Ông thấy tôi leo lên xe trước, ông nói ê ngừng lại, lại đây tụi mình nói chuyện chút. Thì tôi lợi gốc để nhớ quân khu cũ đó. Cái ông nói sao nãy giờ họp ở trong vụ mà bắt ông Diệm đó, tôi thấy hợp tình hợp lý không? Thế tôi nói trời ơi, ông nội này ông ở trong mà ông trả lệnh mình bây giờ ông hỏi câu rồi ông có nội tôi không dám hỏi, không dám làm sao không biết trả lời. Anh trả lời tầm bậy là chết cho ông á. Trả lời một là mất chức, ông đưa người khác thay, hai là bắn chết. Dạ. Thành thử tôi sợ quá, tôi mới cầu nguyện ở trên soi sáng cho tôi trả lời cho đúng. Thì tất nhiên tôi mới nói tôi là nhà binh 100%, mà ai chỉ huy ai có quyền ra lệnh tôi phải thi hành chứ. Chứ tôi đâu có làm chính trị, tôi có biết là cái gì hợp tình không hợp tình. Thì ông Minh không có nói một câu, bị gì ông nói một câu đó là tôi rất có cảm tình với ông. Ông nói mình Tây nó cai trị mình 100 mấy chục năm, bây giờ ngày hôm nay rằng là mình có một chính phủ hoàn toàn của quốc gia. Rồi, Minh nói vậy. Ông Minh nói vậy. Rồi tại sao bây giờ đảo chánh lật ông đi rồi để mà trồng một thằng Tây khác để thêm 100 năm nữa sao? Thì tôi nghe ông thiệt con người yêu nước mà con người ông tốt quá. Thế tôi mới nói thôi bây giờ tôi đặt dưới quyền ông đó, tôi theo ông chứ tôi không theo ai đấy. Ông muốn theo ai tôi theo nấy à. Anh trả lời khéo. Dạ. Ông nghe nói như vậy ông ôm tôi ông nói thiệt mi theo tao không? Nó phải theo ông. Ông cứ ra lệnh tôi đi. Cái ông nói về án binh bất động. Án binh bất động nghĩa là không làm gì. Không làm nha. Không tấn công Dinh Độc Lập. Không mấy sai tới thì thầy kệ. Cứ thì ở đằng kia đó. Thưa anh, cái tiểu đoàn của anh đó thì lúc đó gồm có bao nhiêu binh ở trong đó? Dạ, tiểu đoàn đó tới 1000 mấy. 1000 mấy à? Dạ, tiểu đoàn ra một xe để mà lo an ninh cho thủ đô. À, dạ, tới 1000 mấy lính đó. Dạ. Dư sức để hốt cái gì? Dạ. Cái thì có mấy xe tới. Mấy xe tới bị tấn công Dinh Độc Lập. Thì tôi an ninh bất động. Dạ. Tôi phân lê. Tôi không thèm mẹ trội. Ở bên kia đó là tưởng thiệt. Tưởng thế nào cũng là tôi cũng lên trên hốt. Ai về mà là ông cảm, ông cấm, ông gì mà ba bốn đại tá của Tây đường á là họ lập nội khác nào này kia nọ đó. Đặng mà khi mà bắt mình vô là làm nội khác. Chờ hoài chờ hoài. Không thấy ông y đâu mà tiểu đoàn 62 đâu mất tiêu. Dạ. Lúc đó là thằng Khôi á, nó là chỉ huy cái thằng Khôi. Khôi gì mà Khôi mà của ông ở trong. Khôi. Dạ Khôi gì, Quỷ Văn Khôi. Quỷ Văn Khôi hả? Dạ nó. Liên minh phòng vệ. Làm tư lệnh liên minh phòng vệ phủ tổng thống đó, đó. Là Nguyễn Ngọc Khôi. Nguyễn Ngọc Khôi. Dạ, bây giờ ở với tôi đó. Dạ. Thì anh Khôi đó, anh mới hốt. Hốt cái đám đó. Ai? Khôi. Khôi nó ở trong Vinh đó. À. Bởi vì ông Minh không vô, ông nói lại với vụ Diệm rằng thằng Y nó chỉ huy tiểu đoàn mà ra lệnh nó án binh bất động. À, lúc đó là ông Minh đã liên lạc với ông Diệm rồi. Theo ông rồi. À, theo rồi hả? Theo rồi. À. Dạ. Cho nên vô trọng mới là bà báo cái tin đó, cho nên ông thằng Khôi nó mới chuẩn bị ra hốt cái đám mà của ông Hinh đây nè. À, hốt cái đám ông Hinh. Dạ. Lúc đó ai chỉ huy cái đám ông Hinh?
Dạ không. Đám binh bất động rồi ai chỉ huy cái đám của ông binh ông Hình? Cái đám ông Hình thì chỉ một nhóm chính trị gia đồ tướng lãnh rồi đi ra lập đảo cát thôi. Tôi hiểu. Cho nên đừng nghĩa là không có binh lính nữa. Rồi xong rồi cái thì tất nhiên là ông Minh mới được là lên tới đại tá rồi lên tướng luôn, coi tư lệnh quân khu thủ đô. Rồi ông Minh á, ông mới là kiếm bộ hạ ông á, thì có hai tỉnh là tỉnh Gia Định và tỉnh Chợ Lớn, thì ông kéo ông nhận tôi vô là tiểu khu Chợ Lớn. Lúc đó là tiểu khu trưởng Chợ Lớn. Dạ. Còn thằng gì mà đại tá gì là ở Gia Định đó tên gì là dạ rồi sao? Dạ cái anh đó đó thì có hai người ra làm đó là ông Minh ông giao đó. Thì lúc khi đó anh là coi Chợ Lớn đó là anh cấp bậc gì? Là lúc đó tôi được lên thiếu tá. Lên thiếu tá rồi. Dạ, dạ. Thiếu tá tiểu khu Chợ Lớn. Dạ. Tiểu khu Chợ Lớn thôi. Ừ. Rồi thì tất nhiên là tiểu khu Chợ Lớn nó có cái chi khu rừng sát nó dưới quyền của tôi. Chi khu rừng sát của Bãi Diễn. Khu Bãi Diễn đó dưới quyền của tôi. Thì lúc đó là lúc mà đường giữa Bình Xuyên với Tiến Phủ đường găng với nhau. Dạ, đó. Trận rừng sát đó. Dạ. Thì operation đó cái chiến dịch là Thoại Ngọc Hầu hay gì hả? Dạ. Chiến dịch rừng sát chứ. Dạ, chiến rừng sát là khác. Chiến dịch rừng sát rồi có chiến dịch ở dưới miền Tây là cũng ông Minh Dương hết á. Giao cho Minh Dương. Giao Minh Dương hết á. Thì tôi á, tiểu khu trưởng thì tức cái bổn phận phải lo. Phải lo nghĩa là ở trong cái tiểu khu của mình. Thì cái thằng thiếu tá nhỏ đó, nó là thiếu tá về tước giáp. Nó là rể của Bãi Diễn. Tôi nhớ nhỏ đó. Dạ, Bãi Diễn mới biểu đi qua vụ tôi. Vụ tôi đi theo Bãi Diễn. Theo Bãi Diễn. Thì nhỏ nó qua nói ông già ta mời qua ăn cơm. Cái tôi bữa đó tôi lên tôi gặp ông cụ. Tôi xin trở lại vấn đề. Đó là cái lần đầu tiên anh gặp ông cụ hả? Dạ lần đầu tiên đó. Lần đầu tiên gặp dạ. Ông cụ hả? Thì ông Tiến cũng đưa vô. Ông Tiến đưa vô. Tiến đưa vô. Dạ, dạ. Thì vô gặp ông cụ. Chứ trước đó tôi không biết ông cụ là mặt ra mày ra sao. Thì tất nhiên tôi mới xin phép ông cụ là gì. Tôi nói cái tình trạng như vậy, tôi là tiểu khu trưởng. Mà giờ thằng nhỏ nó biểu tôi, ông già nó mời tôi qua bển ăn cơm. Tôi thấy rằng lúc này giữa tôi với Bình Xuyên găng quá đi. Mà tôi không biết tin tức những địa phương bên kia là làm sao để mà mình quan sát. Thì ông Tổng thống nói, thì anh cứ đi. Anh giả vờ như anh theo nó đi. Để lấy tin tức đem về đó mà là... Dạ rồi đâu phó. Thì bữa đó tôi qua thì Bãi Diễn dạ là mách lắm. Dạ mập bự con mà nó dở trần. Mặc cái xà rông. Mà tiếp tôi. Thì thôi tôi cũng không nói. Qua bữa nay nói bữa nay tôi mời ăn cơm. Thì nói là nói ăn cơm chứ không phải giả đêm. Cái, mời mình ăn tại nhà giả dạ, ăn cơm. Nhưng mà giả biểu... Cái đó là lúc đó ở... Tiếp bộ chỉ huy lớn, bộ chỉ huy ở trong của Bình Xuyên. Bình Xuyên chỗ rừng sát á. Dạ rừng sát. Anh vô trọng á. Dạ không có vô rừng sát. Nghĩa là nó ở cầu Chữ Y với cầu Trà Già vậy nó ở gần bên á. Dạ có bộ chỉ huy. Đúng rồi. Thì mời tôi vô đó cái rồi thì anh nói tôi bữa nay tôi mời Đăng Côn. Kêu nhỏ đi kêu Tư Cốc. Thì nhỏ chạy kêu Tư Cốc, thì Tư Cốc là chủ sòng bài ở Đại Thế Giới đó. Rồi kim luôn nghĩa là tất cả cái lò heo trên nưng. Thì Tư Khóc nghĩa là con người mặc cái môi xệ vậy nè. Mà nghĩa là bự con vậy nè. Lợi cái Tư Bãi Diễn nói nè. Mình có anh bạn mới nè. Nói vậy. Mình có anh bạn mới nè. Kêu bác Đạt là làm bữa cơm cho thiệt là ngon. Rồi anh kiếm con em. Kiếm con em nó nghe là thiệt là... Ngon lành. Ngon lành để thù tiếp ăn bạn mới. Yeah. Cái thì Bãi Diễn nó mới lấy Tư Cốc về. Yeah. Về thì kêu bác Đạt nấu một bàn lớn vậy nè.
rồi tới cái con vợ thứ tư, con Tư Khốc á, con vợ thứ tư Tào Lai, nó tới rồi ngồi bên rồi lo cho ăn uống rồi đá giò đá cẳng. Rồi thì Tư Khốc bây giờ nó nhỏ con đó ăn xong rồi đó, thì vô trong buồng của giả đó, trên buồng của giả ra đổ rổ bạc đóng vậy, đóng tiền vậy? Tiền của đại thế giới đó, đùa xuống đất rồi lấy ra lấy đồ trải đàng hoàng sạch sẽ đặng mà để phụng sự. Thì sau ăn xong rồi đấy, con đó nó mới vô, nó mới làm xong cái vụ đó, cái nó ra trước tôi, nó vô này chơi, cái tôi không có đi, tôi hơi mắc cỡ cái nắm lôi rồi vô để ngồi trên bàn, cái cổ quần cổ áo ra hết, nó ở trường, nó ở trường. Làm gì đắc kỹ vậy hả? Nó ở trường cái rồi. Và anh cũng mắc cỡ đó. Tôi mắc cỡ quá. Cái tôi nói nè, cô muốn nói chuyện với tôi, cô phải bận quần, bận áo đàng hoàng. Cô để ở trường, tôi không có nói được. Cái rồi nó bận vô. Nó bận vô, nó nói, cái làm bộ khóc. Nói tôi khổ quá. Thế là gia đình tôi ở Chợ Lớn. Mà Tư Khốc bắt Bình Xuyên, nó bắt buộc phải làm vợ nó, không có nó giết. Thì nó cực chẳng đã, tôi phải làm vậy chứ tôi đâu phải gì. Thế tôi nói tôi biết, thấy cô đẹp mặt mày như thế này, cô dư sức kiếm thằng chồng đẹp hơn Tư Khốc. Thì thôi thì bây giờ cô nghĩa là để ra đi rồi có một ngày rồi cô được tự do ở ngoài. Thì tôi biết rằng có nhiều người của bên chính phủ cũng cô lọt vô trong cái bẫy đó rồi. Đúng rồi, tụi nó gài bẫy kiểu đó. Đó. Rồi nó nói chuyện hơi, tôi biết con này là tình báo nước đôi. Là vừa bác sĩ Tuyến cũng đã cấy nó rồi. Ủa? Bác sĩ Tuyến. Anh nghi đó rồi. Nghi. Tôi nghi nó là bác sĩ Tuyến cấy nó. Cho nên nó là nhiều tai cũng đi qua đó. Mà con này nó làm vậy, nhưng mà mình làm gì nó báo cáo bác sĩ Tuyến là báo cáo là dông cụ hết. Đúng rồi. Đó. Thì tôi qua bển tôi xong cái vụ đó tôi mới nói nếu là chút nữa đó. Mà cô ra ngoài mà tôi khấu hỏi ca cắn câu chưa, thì cô nói cắn rồi, cắn ngon lành. Để anh nói vậy đó. Thế rồi nó chịu. Thì tất nhiên tối ra cái con ra trước ra cái từ khóc hỏi nhỏ nó cá kháng cậu ngon lắm. Từ khóc kè khoái quá. Mới vô lấy một cái sắt để 100.000 đồng ở trong đó. Rồi thì tôi đi ra thì thằng nhỏ ngồi ngoài đợi. Thì đưa cho tôi. Nó đây nè, lấy 100.000 đi ra trường đua cá ngựa cho như vui. Thì tôi mới cầm cái sắt đó. Gái cờ bạc tiền bạc đủ hết hả? Tôi mới đưa cho thằng nhỏ. Yeah. Nè, anh Tư anh đưa 100.000 nè. Nè, thôi chú với tôi đi ra ngoài trường đua quánh chơi cho vui. Thì ra ngoài tôi dặn nhỏ nó quánh. Nó đem về mà đồng xua. Không thua cũng làm cho thua. Rồi thằng nhỏ cũng ra tôi nấu quánh điên quánh rùng. Quánh hết 100.000. Điêu. Rồi. Thì tôi về tôi trình với ông cụ. Bây giờ anh đi tôi trở lại sau những cái chuyện mà những mưu kế vậy của Bảy Diễn đó, Bảy Diễn có đề nghị anh cái gì thiết thực không? Cảm tác gì? Chưa có thì giờ. À, chỉ vấn đề mua chuột thôi hả? Mua chuột thôi. Cảnh với mua chuột. Dạ, rồi cái chuyện đó rồi mới tính sao. À. Nhưng mà không có thì giờ. Dạ. Thì tôi mới là về vô trình với ông cụ. Thì tôi mới hả họng ra. Tôi nói chuyện vậy. Ông cụ nói, tôi biết hết rồi. Tôi nói, chết cha trời ơi. Ông biết hết rồi. Là tức gì? Thì như vậy rồi. Tiếng rồi. Đúng rồi. Thì tới cái chuyện gì mà tôi mà ẩu tả với con đó là chết rồi. Dạ. Rồi ông cụ cũng khỏe, cũng khó đầu tôi rồi. Khỏi cần chi tiết ha. Dạ. Khỏi cần rapport hả? Rồi. Rồi tôi mới đi vòng. Tôi coi tôi thấy Khẩu Chữ Y, Khẩu Dạy Dạ. Nó có những cái ổ súng Đại Bác này, với súng cao xạ rồi nó bắn qua bên kia. Với chỗ văn phòng của Bãi Diễn đồ này kia nó cũng tụi nó lo hết, bố trí hết rồi. Thì tôi biết ở trong bụng rồi.
thì cũng là ông trời ông thương làm sao không biết. Tất cả hồi mà Tây lúc đó là nó gom súng mình, súng lớn súng nhỏ gom hết rồi. Anh đổi cái chiến trường qua Tunisia, không còn ở Việt Nam nữa. Thì hồi xưa mình có những artillery de position ở mỗi quận đó, để mà yểm trợ cho các tour, các boss đó. Thì ở tại Cần Giờ nó bỏ quên một cái, nó không lấy. Tôi xuống dưới rồi tôi mới làm cái bus này kia, nó cũng như là cái xe remote. Cái tôi chở về ở trên Phú Đâm, tụi Bình Xuyên nó đóng dài ở từ Bình Điền đó, nó có những cái tour nó dò nó thấy, nó báo cáo đó. Thì nó tưởng nó không phải là cái cây cà nông, nó tưởng là cái xe remote. Cái tôi để tại chỗ Phú Lâm đó, cái tôi để rồi tôi kiếm thằng Trung Quý Artillery, rồi Ponte này kia, để mà khi nào có lệnh nó bắn mấy cái chỗ đó. Thì ông Dương Văn Minh, ông bữa đó ông kêu tôi, ông nói khi nào mà tao kêu mày, tao nói gà gái là mày cho bắn qua bên kia giùm, bắn nát bên kia rồi. Cái bữa đó cái ông Minh kêu điện thoại, ông nói ê gà gái y, thì tức tôi kêu cho nó nã, cho nó nã cái cầu chữ y cầu anh già già lúc đó tháng mấy năm mấy anh còn nhớ không? Dạ thường không có để chiến dịch Trường Sát không cũng lâu quá. Dạ. Nhưng được cái đó sắc là dễ dàng. Dạ, dạ. Thì bắn nát cái cầu chữ y cầu già già, nó súng ống này kia nó tan hoang rồi tụi nó chạy ráo. Còn bị bãi diễn đó, cái văn phòng của bãi diễn đó cũng bắn nát hết trọi, nghe là con cọp con beo chịu nó nuôi rồi cũng chết ráo trọi. Giả ra bận cái quần xà lông, bận cái quần xà lông mà chạy dữ vậy, không có thì giờ bận. Thành thử ra cái là lúc đó là ông Minh Dương đó, ông lập cái chiến dịch Thoại Ngọc, Hoàng Diệu. Hoàng Diệu lúc đó là cái rừng sát là chiến dịch Hoàng Diệu. Chiến dịch Hoàng Diệu. Còn tiểu khu của tôi đó lấy cái phòng nhì đó là đi theo cái phòng nhì của tư lệnh quân khu thủ đô đó, đặng này tấn công vô trong. Thì vô có cái này xin hỏi anh, chiến dịch rừng sát và bị diễn đó nó kéo dài mấy bữa anh nhớ không? Độ chừng bao nhiêu, bao lâu? Dạ chừng một tuần lễ. Một tuần lễ hả? Thì tụi nó tản hết rồi. Dạ vô đó là cái sự thật, nó vô đó nó chạy chết, vô đó rồi nó tản đi hết. Vô đó không có lập chiến khu gì hết á. Bây giờ tôi xin để mà cho nó lẹ đó. Sở dĩ tôi đặt câu hỏi anh là sau cái chiến dịch Trường Sát đó, thì năm 1900 tôi nhớ hồi lúc đó tôi là thứ trưởng tâm lý hành chánh, xong rồi bộ trưởng, tôi thấy ông Châu đó, chỗ Bộ Nội vụ đó, thì nó có xảy ra một cái chuyện. Tôi mới nhận được thì ngày kia ông Nhu ông có mời tôi lên, ông cũ không biết gì hết. Ông Nhu ông đưa cho tôi cái hồ sơ, ông nói đây là cái hồ sơ về Dương Văn Minh, cái vụ mà kho vàng Bảy Diễn đó. Bây giờ tôi lấy cái này tôi đem về, tôi mời Dương Văn Minh, đó là chiến dịch đã xong rồi đó, lên hỏi coi về cái chuyện mà cái kho vàng Bảy Diễn này Minh đã sử dụng ra sao, rồi report lại cho Mo biết. Thì cái vụ đó tôi có mời Dương Văn Minh, lúc đó Lý Lã lên thiếu tướng rồi. Thì Minh có lên bureau tôi, thì có ngồi nói chuyện rất là tự nhiên. Tôi có nói Dương Minh, tôi nói đây có cái hồ sơ vụ này đây, thì xin anh vui lòng cho biết sơ qua tôi sử dụng cái số tiền của Bảy Diễn sao, số vàng đó. Thì lúc ông Minh khi mà tôi nói ổng ra mặt, ổng sửng sốt, có bộ ổng bực mình lắm. Ông nói trời ơi cái vụ này tôi có công với ông tổng thống, rồi sao lại còn lại đem điều tra cái vụ này. Có bộ ông buồn, ông tức lắm. Tôi nói thôi anh đừng có nóng cái chuyện đâu, thì mà mình trình bày chỗ đó đâu có cái gì, đây chỉ là mà ông Nhu ông giao cho tôi để nói chuyện với anh thôi. Thì sau cái vụ đó tôi có gặp ông Nhu vài bài sau, tôi hỏi thì ông Nhu ông nói sao cái vụ Minh trả lời với tôi làm sao. Thì tôi có nói ông Minh, ông nói rằng ông đã phân phát cái này, ông thưởng cho một số anh em có công ở trong chiến dịch Trường Sát. Ông không có giữ, ông chia hết rồi. Rồi ông Nhu ông cười, ông nói chia cái số tiền đó quá nhiều làm sao mà chia hết, mà chia cho ai.
Rồi cái tôi nói thì bây giờ để tôi hỏi là ông Dương Văn Minh. Thì tôi mời ông Dương Minh lần thứ hai lên để ông sừng sổ, ông nói rằng làm sao mà bắt tôi justify hết được, chứng minh hết được, chia hết rồi. Tôi nói vậy là chứng minh tới đâu hay được tới đó. Rồi ông có đưa cho tôi vài cái receipt anh thấy không? Của mấy anh em làm việc với ông đó. Ấy. Thì cái vụ đó sau lên tôi gặp ông Nhu. Ông Nhu ông cũng thèm ngó receipt. Ông cười, ông nói thì cái đội vụ này để bên. Rồi ông nói thôi được, biểu Minh nạp được bao nhiêu rồi suy thì đưa hết cho mà. Thì cái vụ đó cũng được mười mấy cái receipt, cái đó không có gì khó viết tay mà. Mà thiệt ra cái số vàng đó rất lớn. Lý nói Lý cho cái này vài chục lượng, để rồi tôi trở lại vấn đề của anh. Rồi cái vụ đó thì đưa lên ông Nhu, thì ông xếp qua bên, ông xếp để mà ông dành cái hồ sơ đó, để sau này mình có làm gì, ông sẽ khui lại. Thì ông có biểu tôi nói với mình, nói thôi, vậy được rồi, vụ đó thì forget it vậy thôi. Nhưng điều từ đó tới sau, mình ông biết rằng, ông Nhu theo dõi và ghi mỏng. Bây giờ tôi trở lại anh. Tôi nhớ là trong một cái cuộc nói chuyện giữa hai anh em mình, anh có nói tôi về cái vụ vàng của Bảy Diễn, cái số bạc đó mà đưa cho anh phơi phải không? Thì anh đi cái gì, anh biết về cái vụ vàng Bảy Diễn đó. Dạ, thì cái phòng nhì của tôi đó, tiểu khu đó đi chung với phòng nhì của tư lệnh quân khu thủ đô. À. Thì lập cái chiến dịch. Lúc đó là Minh là tư lệnh quân khu thủ đô hả? Dạ, tư lệnh quân khu thủ đô, dạ. Và Kim luôn cái tư lệnh chiến dịch Trường Sát đó. Dạ. Hoàng Diệu, yeah. Thì tôi có đi theo trong cái bộ tư lệnh đó, thì chạy tới cái chỗ ngã ba đó thì có thấy một chiếc xuồng, có một cái thằng nó ngồi nó canh nó coi chừng, mà nó bình tĩnh lắm, nó không sợ gì hết á, thấy lính rồi đi tới mà nó cũng không thèm dòm lính nữa. Thì tôi nghi rằng cái thằng này chắc là tụi nó để đây để coi chừng cái gì đây. Cái tôi bắt. Dạ tôi bắt, cái tôi cho tôi điều tra. Thì nó nói rằng là nó ở để câu cá. Nhưng mà tôi không tin. Tôi không tin mà tôi nói nè em à. Em mới nói thiệt đi. Em ở đây em làm gì? Giờ phút này là tất cả những lính Bình Xuyên đi chạy tản lạc về nhà, nó ở với vợ với con hết. Còn em ở đây em làm câu cá. Không tin. Em phải nói đi. Em nói qua cho em đi về liền. Không có giữ được một phút nữa. Còn không nói là ở tù rụt xương. Cái nó ngồi hơi cái nói chờ tôi nói. Nói dạ tôi là người của Bãi Diễn. Bãi Diễn biểu tôi ở đây là coi chừng hai cái phiêu. Một cái phiêu vàng với cái phiêu bạc. Là để ở dưới gốc. Bạc là giấy bạc đó. Giấy bạc đó. Dạ, chứ không phải là bạc nén. Dạ, giấy bạc đó. Nhét ở dưới cái chỗ cây bần, rễ cây bần nhét ở dưới, họ đi canh. Cái biểu lôi nó ra, thì nó lợi nó lôi hai cái phi. Lớn không anh? Lớn lắm, hai phi 200 lít lận. Dữ vậy, 200 lít lận. Rồi cái phi hai lớn. Mà nó để dưới nước hả? Giờ nó, cái phi đó nó giấu ở đâu? Nó giấu ở dưới á. Ở vô rễ cây bần á. À, rễ cây bần á. Nhưng nó nhét ở dưới. Đang cho nằm ở dưới. Nhưng mà kéo nó lên á thì nó hàn hết trọi rồi. Nước đâu có vô được. Kỹ lắm. Mà không biết tại sao cái phi bạc nó lại ở trong ướt. Nước vô cách nào thì rỉ vô sao không biết. Chắc nó ẩm. Đúng rồi. Đó, thì tất nhiên là tôi mới lấy cái đó ra tôi mới giao lại cho Dương Văn Minh. Vì ổng là tư lệnh mà, thì giao cho ổng. Giao cho ổng rồi thì tất nhiên ổng biết ổng làm gì tôi đâu có biết. Tới đó phần tôi hết rồi. Thì cái phi mà, hai cái phi trong đó, một cái phi đựng giấy bạc, cái phi vàng phải không? Vàng khối đó. Nặng trời nó nặng lắm. Bốn lắm ha. Bốn người khiêng mới nổi. Bốn người mới khiêng nổi. Vậy là lớn lắm rồi. Dạ. Đầy mà. Dữ vậy. Đầy. Bảy Diễn thiếu gì tiền. Rồi tiền đó là tiền nữa, là không một phi vàng, phi bạc, mà giấy lớn không à. Giấy lớn không. Tôi nhớ anh có nói với tôi, ước đến nỗi anh đem về anh có phơi à. Dạ. Bộ rồi. Có mở cái phi ra để anh. Tới lúc đó là lúc đường chính phủ đường đổi tiền. À. Là tôi là tỉnh trưởng, tôi có kho bạc. À, anh có cái kho bạc tôi nhớ. Dạ. Kho bạc có tỉnh trưởng lớn, cho nên ông Minh ông mới giao cho tôi.
thì tôi về ra tôi khui ra, tôi là ở trong đó thúi gì thúi còn hơn là phẫn nha, cái mồ hôi tay đó, nó ẩm nó thúi, rồi tới chừng mà rồi khui đem ra cái nhà của dinh tỉnh trưởng đó mà tôi đem lên trên cái ban công tháo ra phơi 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 đầy nhà tôi phơi cho khô, rồi mới xếp lại mới giao cho kho bạc, kho bạc rồi mới là đem giao lại cho ông Minh Dương. Tôi không nhớ được bao nhiêu đó thì kho bạc nó đưa cho ông đó. Thì ông đưa cho tổng thống là bao nhiêu tôi đâu có biết. Đó là phần của tôi hết trách nhiệm rồi. Còn nghĩa là ông Dương Văn Minh ông kêu tôi biểu gà gái đó. Thì tôi cho cả nông bắn nát cái đám mà cầu chữ Y, cầu Chà Già, bắn luôn ở trong dinh của bãi diễn đó. Thì tất nhiên là tụi nó tan hoang, không có bắn lại một mũi súng nữa, chạy hết. Rồi bên đây dù với tiểu đoàn 62 nó mới qua. Nó qua nó khui cái kho, bãi diễn có hai cái kho, một kho cũng kho vàng với kho tiền nữa. Ở tại nhà của bãi diễn đó. Tại kho nhà. Thì lính lấy ráo trọi, lính lấy mà nghe, lính mà nghe là nó đeo cái ba lô mà nó đeo, nó bỏ tiền, bỏ vàng đầy trong ba lưng, rồi trong quần áo nó bận tre, nó nhét như con cúi vậy, tròn quay vậy. Mạnh ai nó hốt hả? Dạ, mạnh ai nó hốt. Dạ. Thì thằng Tây á, nó nghe, ủa, tại sao nghe cái tiếng Cà Nông? Thì nó cho một chiếc chuồng chuồng bay lên, thì nó dòm nó biết ở trong cái tiểu khu Chợ Lớn. Thu tôi đó nghe là có Cà Nông. Thì nó mới cây nó mới câu một dây 82 81 vậy đó, nó bắn xuống. Nó bắn một cái bể cái bánh xe của Cà Nông của tôi đi. Rồi có thằng Trung Quý pháo binh nó chết. Bây giờ anh đi, có cái chuyện nữa bữa nay tôi xin hỏi thiệt anh. Ngoài chuyện kho vàng bảy diễn, cái giai đoạn đó cũng là giai đoạn của Trịnh Minh Thế bị giết. Anh nhớ không, Trịnh Minh Thế đó. Dạ biết. Khi mà xảy ra cái vụ Trịnh Minh Thế ở bên bị chết ở bên cầu đi qua Tân Thuận. Cầu Tân Thuận. Thưa anh, lúc đó khi xảy ra vụ Trịnh Minh Thế thì cái chức vụ của anh lúc đó là cái gì? Lúc đó tôi còn anh còn ở tỉnh trưởng do Chợ Lớn không? Không, lúc đó tôi qua công an cảnh sát rồi. Anh qua rồi. Mà anh nắm công an cảnh sát sao? Lúc đó lúc tôi nắm công an cảnh sát. Lúc đó anh tổng giám đốc quan cảnh sát sao? Dạ. Thành ra bây giờ nếu như vậy là ngay từ hồi Trịnh Minh Thế anh là tổng giám đốc quan cảnh sát. Dạ. Rồi sau đó một thời gian là có người khác thế anh. Dạ. Bởi vì hồi tôi đó là ông là. Dạ. Là tổng giám đốc quan cảnh sát. Rồi sau anh mới trở lại là tổng giám đốc tổng công an một lần thứ hai hả? Dạ. Là... Mấy lần anh nắm công an cảnh sát? Ông thì làm luôn cho tới khi mà tôi ở tù thôi. Nghĩa... Như vậy nó có một cái interruption. Khi ông là thế anh đó, hồi tôi là ông không là. Không có, tôi thế ông là. Anh thế ông là. Dạ. Hồi tôi đó là ông là tổng giám đốc công an. Dạ. Thì lúc đó anh đã trở về chức vụ gì? Hồi ông là làm tổng giám đốc công an đó. Thế rồi. Anh tư lệnh quân khu. Không, tới chuyện mà là. Hồi tôi làm bộ trưởng. Tôi thế ông là. Tôi thế ông là làm tổng giám đốc công an sao? Rồi mà khi tới ông thằng Mai Hữu Xuân mà đảo chánh á, thì tôi đi ở tù luôn. Không mà có cái hỏi là hồi ông là làm tổng giám đốc lúc đó công sang cảnh ác trò đời tôi đó, thì lúc đó chức vụ anh là cái gì? Lúc đó là tất nhiên là tôi... Tôi nhớ anh tư lệnh quân khu. Tư lệnh quân khu thủ đô. Tôi nhớ rồi. Bởi vì kỳ đó tôi nhớ tôi tiếp xúc với anh tư lệnh quân khu. Bây giờ tôi trở lại vấn đề Trịnh Minh Thế. Bởi vì nó có một hai cái bạc sông hôm nay tôi nói hết cho anh nghe rồi anh cho tôi biết. Anh biết gì chuyện Trịnh Minh Thế bị giết? Theo anh nó ai giết Trịnh Minh Thế? Thật sự đó nghĩa là tôi lúc đó tôi có điều tra. Thì tất nhiên là Tây giết. Là vì cho nó có chiếc phôm á. Nó đậu ở cầu Tân Thuận á. Thì Trịnh Minh Thế nó kéo quân đi mà thằng cha này giả lì mà giả gan giả lắm. Giả đi đầu à. Anh có tiếp xúc với Trịnh Minh Thế không? Lúc trước á. Không có. Không có tiếp xúc á. Dạ, mà có. Nhờ cha thì nó gan lì đúng rồi. Thì tất nhiên giả kéo quân mà đi qua bên cái Tân Thuận á. Thì giả đi đầu, đi trên giữa cầu, thì ở dưới phôm nó bắn lên. Thì tất nhiên là thằng Tây bắn chứ không ai đó. Anh nghĩ là thằng Tây bắn à? Rồi sau đó tụi nó đổ thừa, nó làm tổng thống diễn giết. Đúng rồi. Đó. Thằng nó gây mâu thuẫn. Có cái này tôi hỏi thiệt anh á, anh biết là cha Đại Tây Dương chứ ha?
Đại tá Dương. Dương Đặng Văn Dương là sếp cũ của Trịnh Minh Thế, hồi đời Bảo Đại đó. Bây giờ giả là cao đài và giả bây giờ giả ở tại Dallas, giả với tôi thân lắm. Thì Dương có xuống nói với tôi cách đây vài năm. Cái đó là cái thuyết của Dương. Lý nói rằng không phải Pháp Bắc. Bởi vì kỳ đó bà Trịnh Minh Thế có về Orange County giữ cái lễ cao đài. Rồi Dương có cho tôi gặp bà. Thì tôi có đặt cái vấn đề Trịnh Minh Thế. Thì có vẻ bà không có đồng ý đó là do Pháp Bắc. Rồi bà nói đây là cái chuyện sắp đặt với giết chồng bà. Rồi tôi mới hỏi bà thiệt ra trong vụ này bà thiếu tướng nghĩ là ai. Thì bà không trả lời. Nhưng điều cha Dương đó là sếp cũ của Trịnh Minh Thế. Bởi vì hồi đó là Lý là cấp bậc cao hơn Trịnh Minh Thế nữa. Thì Dương lại nói nhỏ tôi lại nói cái vụ này là mà do Văn Thành Cao. Nghĩa là có được cái lệnh là bắn Trịnh Minh Thế. Thì Văn Thành Cao đó, thiếu tướng Văn Thành Cao đó. Thì anh nghĩ cái việc xem đó đúng không? Không đúng đâu. Văn Thành Cao không có giết Trịnh Minh Thế đâu. Theo anh nghĩ không phải. Dạ không phải đâu. Thì đây là cái chuyện sắp đặt của tội Pháp hả? Tội Pháp hết. Đúng rồi. Để rồi nói cái vụ mà Pháp mà nó tới trường nó biết rằng cái tiếng cà nông từ trong cái tiểu khu của tôi đó, Phú Lâm đó, bắn ra. Thì tất nhiên nó cho câu mặt chơi bắn vô trong tiểu khu của tôi đó. Thì tất nhiên là bể cái bánh xe của cái cà nông. Rồi chết cái thằng trung úy pháo binh của tôi đi. Tôi đứng bên mà không có một miếng nào gần bên. Trời, mai phước quá hả? Tôi nhiều cái lạ anh luôn. Nhiều cái lạ luôn, anh cứ mai quá. Thành đấy, tiếng nhớ là tôi còn sống là tôi nhớ là phước đức ông trời sao. Có cái bây giờ có cái chuyện nữa xin hỏi anh nữa. Bởi vì sau đó thì thưa anh, khi tôi rời Bộ Nội vụ thì tôi ông Tổng thống gửi tôi đi ngoại quốc. Thì lúc đó anh lên thế ông là. Thì tôi hỏi anh về cái chuyện mà cái vụ đảo chánh ông Tổng thống đó. Tôi có viết một cái bài tôi có tặng cho anh bữa nay trong đó đó. Chính biến sự phiêu lưu và hỗn loạn đó. Thì tôi dựa vào những cái document kêu bằng giải mà trong cái vụ mà đảo chánh ông Diệm đó. Thì, cái ngày đảo chánh là anh là tổng giám đốc phải không? Thưa anh, cái gì tôi hỏi anh. Anh ở trong cái vị trí đó, anh biết cái bên trong... Lúc đó thì đã có tin đồn đảo chánh ông Diệm rồi, vấn đề Phật giáo đó. Thì anh lúc đó anh có cho trình Tổng thống ông chi tiết gì không anh ấy? Cái chuyện đó tôi cái không hiểu. Cái này nói ra thì là đánh trống động chuông bức mây động rừng. À. Cái vụ đó cái thằng Mỹ là chủ động. Tự nhiên, dạ, đúng đó. Rồi. Cái đó... Để tôi nói, cái vụ Phật giáo đó, cái bữa đó đó là thằng Tung nè. Rồi tôi nè với quân đội nè, rồi bao vây cái chùa Xá Lợi, bao vây 2-3 lớp vậy đó. Dạ. Là có tin rồi bữa nay là tất cả các thầy rồi về họp ở đó. Rồi Thích Trí Quang cũng có họp ở đó. Thì tất nhiên là tôi bao vây đang bắt một mình Thích Trí Quang thôi. Chứ còn không phải là bắt mấy ông thầy. Khi tới đó thấy chờ hoài chờ quỷ thì canh không thấy Thích Trí Quang vô. Tới giờ chót á, Thích Trí Quang mới vô. Đi vô cái tụi này là thắt chặt cái vòng dây rồi vô xét đằng bắt Thích Trí Quang thì mất tiêu Thích Trí Quang. Nó trốn qua Usom, qua tụi Mỹ. Qua Usom. Thì cái chùa Xá Lợi đó, nó có một tấm vách tường. Rồi nó đục cái lỗ đi, rồi nó rễ cái củi chén đó. Nên bích lợi. Thích Trí Quang chung ra cái lỗ đó đi qua bên kia. Thì tụi Usom nó mới rước Thích Trí Quang mà đưa về ở tòa đại sứ. Thì cái chuyện đó là cái chuyện là Mỹ nó đã sắp đặt rồi. Rồi thì tất nhiên là tôi bắt không được Thích Trí Quang rồi. Thì tất nhiên là tôi thấy bắt đầu lúc đó là thì mấy ông thầy tôi mới đưa về phủ đặc quỷ rộng hơn. Tôi để ở đó vậy thôi, cũng nuôi ăn nuôi uống cũng tử tế, là vì không cho mấy ông tự do ở ngoài ông đi biểu tình. Thì tôi đưa để ở đó vậy đó. Thì là không có ai hoạt động hết, kẹt rồi mấy ông ở đó là không có ai hoạt động. Thích Trí Quang thì ở đằng chỗ tòa đại sứ rồi,
thì không có ai hoạt động, thì là theo dõi ở ISOM nó có một cái phòng thông tin ở đó, đó. Mà mỗi lần mà phòng thông tin nó viết truyền đơn là bây giờ là phải, không phải mấy ông sư viết mà những tay nào ở trong của Mỹ nó viết truyền đơn chống lại cụ Diệm, thì tất nhiên là nó rải truyền đơn đó, thì tất nhiên tụi tôi bắt là khi nào nó ôm ra người nào mà Việt Nam mà đi ra là tất nhiên theo dõi hơi bắt thì thấy truyền đơn nó một bó vậy nè, thì là toàn là người của ISOM hết. Đó thì nó có một thằng nữa, nó bận bộ đồ tây ở trong, nó bận cái áo già nhúng tẩm xăng đầy hết rồi, rồi đi ra Quốc hội, tụi đi theo tới trước Quốc hội, thì thằng nó vừa mở cái áo này ra thì tức tụi cảnh sát lại ẩm đi, thì tất nhiên nó không kịp thiêu. Thì hỏi lại thì tất nhiên là mấy ISOM nữa, cũng Mỹ nữa. Thành thử ra là Mỹ nó đưa hai cái plan, plan A và plan B. Cái plan A đó là nó nói rằng là nó lợi nó công tác với tất cả những con em của nhà Ngô đó, cái tụi mà kêu bằng người Trung mà lại tên cậy đó, thì nó nói rằng là plan A đó là để chú trọng tới cụ Nhu nhiều hơn là cụ Diệm, làm như vậy để mà trục ông Nhu ra khỏi khỏi nước, rồi đem ông Luyện về thế cho ông Nhu. À, có cái chuyện đó. Dạ. Định đem ông Luyện về thế ông Nhu, đó là Mỹ đề nghị à? Mỹ tính nó gạt mà. À. Nó nói vậy đặng cho cái tụi này nghe lời. Tôi hiểu. Tại em của cụ Diệm nghe lời. Dạ. Là vì nó không phải là nó đảo chánh cụ Diệm. Lăng A là làm như vậy. Nhưng mà để mà trục ông Như ra. Dạ, để thay đổi cố vấn. Dạ, rồi đưa ông Luyện về. Chứ ông Diệm cũng vẫn còn. À. Cho nên lúc đó tay em của cụ Diệm là nhắm mắt để đằng mà để cho nó làm. Mà... Họ không ưa ông Nhu. Họ không ưa ông Nhu. Dạ. Rồi. Thì là tất nhiên là cái diện đó là tất nhiên là plan A. Nhưng mà thằng Mỹ nó có cái âm mưu. Trong cái plan A nó đổi lại plan B. Plan B là sao? Plan B là những người nào mà là chống cụ Diệm đó. Những người nào không thích cụ Diệm là nó sẽ... Đúng rồi. Đó. Đúng tiêu. Thành thử ra là một số lớn mà là không thích cụ Diệm đó thì đồng ý trong công chuyện đó. Chứ để tới giờ chót đó, rồi đổi A đổi B. Đổi B thì tất nhiên giết cụ Diệm rồi. Mấy cái thằng cha mà con ruột của cụ Diệm đó là té ngựa té nghiêng. Cái vụ mà Thích Quảng Đức tự thiêu đó ở vườn chuối đó, anh lúc đó anh nắm trung ương tình báo và cảnh sát, anh không có hay chuyện biết tin tức gì sao anh chặn cái đó lại. Thật sự cái đó là cũng Mỹ nữa. Mỹ nữa. Dạ, Mỹ. Cái chuyện đó thì là Thích Quảng Đức đó, là bị tụi nó dùng thuốc. Nó bị thuốc mê gì đó. Thuốc mê. Uống thuốc. Rồi nó làm này kia nọ, rồi nó đạo diễn hết. Thích Quảng Đức mà ra ngồi ở chỗ đó là tất nhiên là cái say không hồn. Ngồi đó rồi chỉ còn có cái quẹt chay. Thôi, chứ còn tụi nó làm hết rồi. Cái vụ mà treo cờ ở miền Trung, vụ Phật giáo đó, lúc đó anh là coi hết cái tổng giám đốc ở trong toàn xứ phải không? Toàn xứ. Cái vụ treo cờ ở miền Trung đó, thưa anh, nội vụ nó sao? Tôi có gặp là anh Quách Tổng Đức ở bên Paris đó, thì anh Quách Tổng Đức là đồng lý của ông cụ. Thì Đức có nói với tôi về cái vụ cờ đó, nói rằng Tổng thống có ra lệnh để làm cái thông cáo để đưa ra ngoài Trung. Cái vụ treo cờ đó, anh nghĩ nó làm sao anh đi ha? Nó có nhiều cái người họ đồn cái này cái nọ, nói vai trò của ông Cẩn, vai trò của ông Đức Cha Thục rồi này nọ. Anh thấy làm sao? Dạ, thật sự, cái vấn đề treo cờ đó nghĩa là chỉ là cái hình thức bề ngoài, nhưng mà dramatize là thằng cha Thích Trí Quang. Thằng cha Thích Trí Quang nó nghe là nó giả ra bận đồ nhà binh bình á, giả ra xé cờ Phật giáo. Thích Trí Quang hả? Thích Trí Quang. Lúc đó Thích Trí Quang ra ngoài Trung. Thích Trí Quang đó là xếp chúa ở bãi. Lúc đó là xếp Trí Quang nó tổ chức những cái đơn vị mà của Phật giáo chống
chống chính phủ rồi, thì mơ nê cái cuộc mà xuống đường lên đường Phật giáo đó thì là do Thích Thiếu Quang lãnh đạo. Thành thử ra cái chuyện mà làm chết cho một số người đó là rồi bắt thằng Đặng Sĩ bỏ tù đó là Thích Thiếu Quang, thằng Đặng Sĩ. Họ nói cái vụ mà nổ mà chết người ở ngoài là của đám Thích Thiếu Quang đó. Thích Thiếu Quang mà nghe nói Mỹ nó có dính ở trong đó. Dính vô. Rồi làm cho nổ rồi đổ thừa thằng Đặng Sĩ. Thằng Sĩ nó là ở trong tiểu khu Thừa Thiên. Nó là sĩ quan trong tiểu khu. Rồi lúc đó ai là giám đốc công an miền Trung? Lúc đó dưới quyền anh đó. Hiển không, lúc đó ra đó chưa? Dạ không, Hiển chưa. Là Thưởng không? Thằng Thưởng. Thưởng. Dạ, Thưởng. Trung tá Thưởng, Trần Nhân Thưởng. Thưởng. Thì cái đó là tên nghĩa là Mỹ với Thích Thiếu Quang làm dramatize cho cái cuộc mà là Phật giáo ra xuống đường lên đường đó. Còn cái chuyện mà ở Sài Gòn đó, cái chuyện mà Quách Thị Trang đó, cái đó là cái thằng Dương Văn Nhật. Sao? Dương Nhật? Dương Nhật là em của Dương Văn Minh. À, bây giờ trở lại vấn đề Dương Văn Nhật. Hồi nãy anh có nói với tôi về cái gia đình của Dương Văn Minh. Thì anh có thể anh cho tôi biết chi tiết thêm về vụ Dương Văn Minh với Dương Văn Nhật sao anh? Dạ. Về chuyện mà anh vô anh trình với ông cụ đó, cái hồ sơ đó anh có thể cho biết không? Dạ. Dạ. Thì vấn đề đó là Dương Văn Nhật á, là em của Dương Văn Minh, mà anh của thằng Dương Văn Sơn. Thằng Dương Văn Sơn là chỉ huy trưởng về truyền tin của quân khu thủ đô. Nó là sĩ quan quân đội quốc gia. Quân đội quốc gia. Cấp bậc gì? Nó là trung tá. Trung tá. Dạ. Yeah. Thành thử ra cái thằng đó đó, nó nghe là nó chứa con vợ của thằng Dương Văn Nhật. Vì Dương Văn Nhật nó có chữa rồi gần đi tranh đó. Thì chính thằng Sơn đó chở con chị dâu nó đi nhà thương. Thì lúc đó là tất nhiên là Dương Văn Minh đó, có đi tới thăm em vợ em dâu mình đó, tại nhà Dương Văn Sơn. Thì cái chỗ nhà Sơn là có ổ giữa Dương Văn Minh với Dương Văn Nhật gặp nhau. Thì Dương Văn Minh đó, hiểu rằng có người theo. Chắc chắn. Biết là có người theo. Là cho nên rằng là khi mà ông cụ mà ông trốn ra nhà thờ ra ngoài chỗ nhà thờ Chá Tán. Chỗ không, trước đó là có ông Mã Tuyên. À, Mã Tuyên. Dạ. Cái vụ đảo chánh đó. Cao Xuân Vĩ lấy cái xe La Đà Lạt chở ông đi. Thì ông ra đó rồi cái rồi ông thấy ở đó không tiện. Ông mới ra nhà thờ Chá Tán. Ra nhà thờ Chá Tán thì Cao Xuân Vĩ là cái người, cái cánh tay mặt mà để lo bảo vệ trong cái vụ đó. Thì ra tới nhà thờ Gia Tam đó, ông cụ ông mới kêu ông Quỳnh kêu Trần Nhân Khiêm. Trần Nhân Khiêm. Kêu Trần Nhân Khiêm, ông nói thôi bây giờ ông không muốn rằng là cho xe ra rước ông về Tổng Tham Mưu. Ông làm cái lệnh bàn giao cho Dinh Chánh Ngôn Thuận, cho không phải từ cái đảo chánh mà đổi thành bàn giao. Rồi cho ông ra nước ngoài, đang cho ông yên thân, cho ông vậy thôi. Thì ông Minh Dương ông nghĩ khác. Nói ông này cái hồ sơ rồi này cái đó đó, tôi đốt thì ông đâu có biết. Thôi bây giờ trở lại hồi nãy mình chưa nói cái đó. Anh có nói với tôi rằng lúc đó Tổng thống Diệm có yêu cầu anh làm một cái phúc trình về chuyện liên lạc giữa Dương Văn Nhật và Dương Văn Minh lên trình cho Tổng thống. Phải vậy không? Dạ không. Cái chuyện đó sao anh đi? Rồi anh nói ông cụ ông biểu đốt rồi gì đó. Anh nói dạ. Cho tôi nghe cái chi tiết đó. Dạ thì như thế này. Dạ. Ông cụ ông kêu tôi lên. Ông biểu tôi đem cái hồ sơ của Dương Văn Minh. Đó là trước ngày đảo chánh à hả? Dạ. Thì tôi mới về. Bởi vì phủ đặc quỷ là Miprofilm. Dạ. Thì tôi mới phim mê ra rồi tôi mới làm hồ sơ cho ông. Thì tôi cũng lấy chung tất cả các cơ quan an ninh tình báo báo cáo mà phải đem gửi về cho phủ đặc quỷ. Thì tôi lấy đó thì tôi mới làm cái hồ sơ đưa cho ông. Thì tôi vô trong Dinh Gia Long thì tôi thấy là cái 3-4 cái hồ sơ của Dương Văn Minh nằm sẵn ở trên bàn hết rồi. À, trên bàn ông cũ hả? Dạ. Thì tất nhiên tôi cái nữa tôi đưa cho ông mà ông không có coi. Ông thèm coi. Ông không thèm coi. Ông anh đưa vậy là ông để đó. Để đó. Rồi cái ông lấy cái hộp quẹt. Ông mới nói nè,
ôm hết cái này ra ngoài cái ảng kia mà đốt, đốt cho tiêu đi, đừng có để đây rồi lọt ra ngoài rồi tụi Mỹ rồi nó biết được. Nó nói rằng là trung tướng mình là theo cộng sản, rồi làm sao nó tin tưởng sĩ quan của mình, rồi dân của mình cũng như là quân đội, nó nói rằng ở trong hàng ngũ quốc gia toàn là cộng sản không, thành nó làm sao tin tưởng được. Mà đó là ông cụ nói với anh hả? Nói với tôi. Mà lúc đó chị ngoài anh với ông cụ ra có không, ai, không ai có mặt không? Không ông có cụ ai. Cũng nói riêng anh vậy nói đó. Riêng. Như vậy là trên cái hồ sơ, trên bàn ông có 2-3 cái hồ sơ rồi. Hồ chắc sơ. Chắn ngoài cái hồ sơ của anh có cái hồ sơ của Tuyến của những Tùng. Cái khác hả? Đó. Của Tung rồi này nọ hả? Có đủ hết. Rồi ông biểu đốt hết hả? Biểu đốt hết. Chứ không phải riêng gì của anh hả? Không, đốt hết. À. Tôi ôm hết rồi một đống vậy nè. À. Tôi ôm ra tôi đốt. Tôi đốt mà ổng ra, ổng đứng qua chừng nữa. Chỗ cái bureau ổng á, cái hiên đó hả? Ở mé ngoài đó, ở mé ngoài có cái ảng. À, có cái ảng hả? Dạ. Yeah. À, rồi sao? Cái Saint-Trier đó. À. Cái là tôi đốt thì ổng ra, ổng đứng, ổng dòm coi tôi có lấy bớt hay là bỏ bớt không. À. Cái ổng coi cho tôi đốt hết rồi, rồi ổng mới vô. Ông cụ, ổng nói sao mà biểu anh đốt? Ông nói là ông nói như thế này. Ông nói rằng, bây giờ bắt đầu từ ngày hôm nay, là đừng có nhắc tới cái vụ của Dương Văn Minh nữa. Ừ. Đốt đi, đốt hết cái này đừng để cho tụi Mỹ nó biết được á, thì nó nói rằng trong quân đội của mình là cộng sản. Chà, rồi quân đội của mình nó dân chúng rồi nó không còn tin tưởng nữa. Ừ. Đốt hết đừng có nhắc tới nữa. À. Thì tôi đốt xong rồi thôi là kể như xong rồi. À. Đó là cái ổng không phải ổng không có cái ý gì với ông Dương Văn Minh á. À. Ông có thù hận gì không Dương có Minh, hận. Ông trách cứ gì Dương Minh hết. Ông hỏi tôi vậy chứ, theo anh thì Dương Văn Minh có theo cộng sản không? Ừ. Tôi thì tôi không trả lời, tôi làm tin. Rồi ông hỏi lần thứ gì nữa, tôi cũng trả lời, không trả lời. Thì ông là ông thấy, ông biết rồi. Ông biết ông Minh là ông thầy của tôi. Không lẽ tôi đi nói với ông là ông Minh theo cộng sản. Mà theo cộng sản bằng chứng đâu? Có gì bằng chứng theo cộng sản? Rồi ông có nói rằng tôi biết anh không nói được, để tôi nói cho anh. Dương Văn Minh á, với Võ Nguyên Giáp á, thì Võ Nguyên Giáp có công với cộng sản, mà mới còn có trung tướng à. Còn Dương Văn Minh ở bên quốc gia không có một công gì với tổng cộng sản, mà trung tướng không lẽ mà đi theo cộng sản để mà đi lên tới đại tướng sao? Thì ông tin rằng không bao giờ. Nhưng mà nghĩa là tình anh em, không lẽ bây giờ mình là trung tướng quốc gia rồi mình đi kêu bắt em mình sao? Ông cụ cũng nói vậy. Vậy ông nói vậy. Vậy đó. Là ông nhân đức lắm. Dạ ông nhân đức quá. Bởi vậy cho nên tôi mới bây thấy... giờ đi, bây giờ hỏi thiệt giữa anh em mình, tới nay ông Dương Văn Minh đã chết rồi. Ông Dương Minh trước là sếp cũ của anh. Yeah. Dương Văn Minh là cũng người đầu tiên về ủng hộ ông Diệm. Thấy không? Ông Dương Minh thiệt ra không phải là con người đi theo cộng sản. Bây giờ ông chọn cái giải pháp Ngô Đình Diệm ngay từ lúc đầu, hồi đời Nguyễn Văn Hinh. Ông có công với ông Diệm. Nhưng điều anh có thể giải thích với tôi tại sao mà ông Dương Văn Minh ông căm hờn hai anh em ông Diệm và ông Nhu, là cái vụ giết ông Diệm đó, thì trách nhiệm của Dương Văn Minh trong đó là thế nào? Thì bây đó, giờ theo anh nói thiệt với tôi coi. Theo tôi đó, thì thật sự người ta ghét. Ta ghét là ghét ông Tổng thống Diệm, ghét Lây. Là vì bị ông Nhu. Đó. Cũng như cái vụ mà vàng với tiền rồi đó. Là ông Nhu ông làm như vậy rồi, cũng như là ông nghi là Dương Văn Minh là lấy bớt tiền với lấy bớt vàng. Đó. Cho nên rồi nghĩa là nó thù. Thù hàng ông Minh Dương, ông thù trong bụng ông. Anh Y à, bây giờ cái ngày đảo chánh đó, khi mà đảo chánh ông Diệm bị giết rồi đó, thì lúc đó bên hội đồng cách mạng nó đã bắt anh chưa, giữ anh chưa? Rồi trong trường hợp nào mà anh biết về cái chuyện cái chết của ông Diệm và cái xác đó, anh có cho biết được không? Thật sự, mặc dầu đảo chánh là đảo chánh, tôi cũng vẫn còn ngồi ở phủ đặc ủy. À, vẫn còn để anh vẫn phủ còn đặc ở phủ đặc ủy. Tới cái giờ ông Diệm bị giết, anh còn ở phủ đặc ủy? Còn ở phủ đặc ủy. À. Là vì thế này, là khi mà ông Minh Dương kêu tôi đó, thì tôi không có lên, tôi trốn, tôi không có liên lạc được, tôi không liên lạc với ông, là tôi mất liên lạc parallel với ông Tổng thống, thì tôi lấy nhân viên phủ đặc ủy, tôi cho rải đi cùng, theo dõi cái chiến trường của nó đi tới đâu rồi tôi báo cáo với ông. Cuối cùng đó, thì tôi liên lạc với ông mà tới cuối cùng,
là không thể ở đó được. Ở đó thì sợ tụi nó lợi, nó bắt ông. Cho nên nó kêu gì đó quên, gì là tổng giám đốc Thanh Niên đó. À, Cao Xuân Vĩ. Cao Xuân Vĩ. Thì lấy chiếc xe Đà Lạt đó, đỡ chỗ cái đường Vinh Gia Long đó, rồi mà chở ông đi ra ngoài Mã Tuyên. Thì lúc đó đó, tôi mới rảnh rang. Tôi mới rảnh rang thì ông Minh Dương, ông mới mới kêu ông Khiêm lợi rước tôi đem về đó. Thì ông Minh Dương ông mới nói thôi, thằng Xuân nó lấy cái tổng nhà rồi, thì cái công an thôi để cho nó làm đi. Để ông Xuân. Còn để cho ông Xuân làm đi, còn anh á, cái phủ đặc quỷ đó là anh đi qua bên Mỹ anh học, anh nghiên cứu đó, rồi anh tổ chức, rồi anh đặt người của anh. Ai nói với anh vậy? Dương Văn Minh hả? Ai nói với anh cái đó? Không, cái đó là tất nhiên là cái ông Dương Văn Minh. Ông nói ở trong cái văn phòng, cái chỗ mà của ông Tỷ ở đó. Thì ông nói thôi anh về anh làm cái phủ đặc quỷ đi. Chứ giao cho người khác thì nó không biết. Tôi nghe ông nói như vậy tôi mừng quá, đi về chào ông Khiêm để mà đi. Đi về. Nhờ ông mà nó thoát chết. Mà ông xin nó. Mà ba người này là bà con của tụi tôi mà ở trong dân, mà dân ở Sóc Trăng là Miên. Mà nó cũng Miên. Là nó bà con. Mà nếu mà ông không, ông mà ông không cản lợi thì tất nhiên tôi khắc khổ ba người này, cũng như khắc khổ cha mẹ tôi về. Thì tất nhiên sau khi thả rồi ra thì họ theo quốc gia. Họ làm việc với quốc gia. Thì hôm nay lại tới rồi, cảm ơn ông. Cái đó là đức năng thắng số. Đúng rồi. Thì tất nhiên là mình ở có đức thì ông trời ông cứu mình. Cái rồi thì qua tới ông Lê Văn Sự, rồi ông mới đi ông Trí về Kho Dù. Thì bữa đó đi hành quân ở Kinh Sà No, thì tới đó cái rạch tôi thì ông Lương lúc nào ông cũng dùng tôi đi đầu hết, đại đội tôi đi đầu, mà đại đội tôi đi đầu thì bình yên, không có bị min, vì tôi đi xuống dưới ruộng tôi kiếm mở đường mới tôi đi, còn họ làm biến họ đi trên bờ bị min. Cái thì tới đó cái tôi đi đầu từ mơi tới chiều cũng tôi đi, tới bữa đó tới cái rạch cũng qua bên kia sông. Thì là tất nhiên là ông Sự ông nói, anh đi, ở lợi, lo cái hậu nè. Rồi ngày mai đi qua sau, tôi sẽ kêu chiếc tàu để chở tất cả bộ chỉ huy với mấy đơn vị kia đi qua trước. Anh ở bên đây nè. Chút nữa mà nếu mà nghe tiếng nổ, đừng có lấy lo lạ, là vì tôi phá cái lò đường của Việt Cộng. Thì tôi mới mở nước ra uống. Chưa có xong xuôi hết, tôi nói, nổ một cái rầm, nổ dư rời dáng nha. Thì tôi nói chết cha lò đường rồi, ai dè mà phải chiếc tàu mà tất cả mà dồn xuống dưới, rồi min mà mới lớn vậy nè, nó để dưới chiếc tàu trường lên trên, cái để dây giật khổng truyền dây điện vô kia, nó bấm nổ cái chiếc tàu banh nó trời, thế là tất cả dưới chết rồi, chết ráo rồi, cái là đại đội của tôi phải ở lại. Đặng mà lo lắng đi vớt người với đi mò súng, tôi vừa cộng lấy súng. Cuối cùng tôi mò được cái đầu của ông Lê Văn Sự, ông đại quý, chỉ huy tôi đó. Đem cái đầu về mà cho, nghe là cho bà. Rồi lấy súng lấy đồ rồi đem về tôi, mà tôi nói thúi trời ơi, muốn bệnh nó rồi vậy. Tất cả đơn vị của tôi bệnh, tất cả những ba, tất cả là bốn thằng về. Mà ở vô trong tiểu đoàn đó mà ba thằng chết hết rồi, còn tôi còn sống. Anh thì có nhiều cái là. Chứ nếu đáng lẽ gì tôi chết đó là tức vậy, tôi đi theo chiếc tàu là tôi chết rồi, tôi qua bên kia tôi chết rồi. Tôi lại thì không, lại trời lại Phật. Anh đi có nhiều cái chuyện thiệt là có cái này tôi hỏi ông tổng nhiệm ông Dư biết là anh có cái khiếu về bói toán chứ? Hồi làm dạ việc không ở ông... tù rồi á. Ở tù tôi mới học từ hồi anh ở tù rồi anh mới học thêm bói toán. Chứ hồi anh làm việc với ông tổng thống Diệm anh không có bói toán, không có biết. Rồi bây giờ anh muốn nói gì thêm về ông Diệm, anh có cái gì mà ấy? Tôi bữa đó
bữa đó cái ông kêu tôi lên. Ông nói giờ tôi tay á. Mặc dầu lúc này là nó yếu rồi. Nhưng mà nó vẫn ngồi trong ruột trong gan mình á. Là cái tuổi kêu bằng tuổi kêu bằng tuổi hồi xưa nó khó kêu bằng là cố vấn của tụi nó ở bên đó, kêu bằng tôi kêu bằng gì đó. Của Pháp á hả? Từ Pháp đó. Dạ. Cố vấn mình chính phủ diệm á hả? Chính phủ mình cơ quan nào cũng có tụi Tây, có, thằng giai Tây. Giai đoạn đầu đó. Dạ, có thằng Tây nó ở bên đó. Đó. Dạ. Nhưng mà chưa có trục nó được. Dạ, đúng đó. Rồi. Ông rồi có sao? Lý do. Ừ. Cái thì ông kêu tôi, ông nói làm sao bây giờ trục mấy thằng Tây này ra khỏi, chứ còn để nó ở trong ruột mình, cái gì nó cũng biết hết rồi. Cái tôi ngồi suy nghĩ hơi đó, dạ, cũng để tôi tính. Thế tôi về tôi suy nghĩ. Tôi về suy nghĩ, cái tôi kêu ổng, tôi nói tôi vô tôi gặp cụ. Thì ổng kêu tôi vô. Nó nói bây giờ muốn trục thằng Tây nó dễ lắm. Bây giờ tôi tiểu đoàn 84, tôi có một đài và có một tiểu đoàn. Cũng có xe GMC, có lính, có tụi tài xế rồi. Thì tôi dùng tụi nó, tôi huấn luyện nó. Là đi mua chuộc một số tài xế của tre của tụi Tây đó. Bởi vì nó chở súng ống rồi này kia nó đi qua bên Tunisia đó mà đổi chiến trường đó. Thì mua chuộc của tụi đó. Rồi thì là lấy số của mình đó, qua đổi tụi kia qua bên đây qua bên kia, để đặng mà chở, khi mà chở xuống cái bến tàu đó thì là tất nhiên là cái tụi của mình đã chạy thẳng xuống, chạy thẳng theo cái đường ngoài đó là tách ra cũng chi, còn mấy cái thằng của mình là chạy tiếp xuống cái bến tàu, còn mấy cái thằng của tụi nó là chạy tách ra đi lên Củ Chi. Thì tại Củ Chi là tôi để hiến binh với cảnh sát này kia nọ phục kích ở đó. Thì tất nhiên là lấy chừng 6-7 chiếc xe nó chở súng ống thì lên tại Củ Chi, cái tôi bắt cái lại nói rằng là tụi này là chở súng ống cho Cao Đài, Tây tiếp tế cho Cao Đài, đánh lợi chính phủ Việt Nam. Đó, thành thử ra bắt đủ quả tang nữa trời. Cái nhưng mà trước bữa đêm đó thì tất nhiên là ông cụ kêu tôi lên. Ông kêu lên đó, ông bận bộ đồ ba, mà ba cái ông đi về cái ông, trong túi nào ông để sắp tiền. Đang lấy cái tiền đó làm quỹ đang cho cái tụi đó. Cái mà ông dòm tới dòm lui rồi nghe là sợ người ta thấy không? Cái rồi ông ngồi xích lại. Cái tôi xích lại cái ông chìa cho túi tôi. Rồi thế thôi về đi. Làm quỷ đang mà cho người ta. Trời đất ơi, về lại tướng cả 100.000, có mấy chục ngàn bạc à. Tôi nghĩ ông có bao nhiêu tiền? Ông hiểu cái tiền bạc như thế nào. Ông hiểu cái giá trị của tiền bạc. Về có mấy chục ngàn bạc là tôi phải lấy quỹ ở tiểu khu đắp vô mà cho tôi kia. Thành thử thấy thương. Có khi nào trong lúc ông Diệm làm việc mà anh giữ cái bên công an, ông Diệm có khi nào ông nói với anh, ông phê bình về vấn đề Mỹ không? Không ạ. Không có. Không có, tuyệt đối. Không có nói chuyện với anh về vấn đề chính sách của Mỹ rồi đối với ông Diệm sao? Không có. Ông có than phiền gì anh? Không có than, không có. Có cái này tôi hỏi anh, trong cái những ngày chót của chế độ Ngô Đình Diệm, lúc đó tôi ngoại quốc, anh ở trong đó. Ông Diệm lúc đó ông tin dùng 2-3 người. Thí dụ Nguyễn Đình Thuần, ông Bộ trưởng Nguyễn Đình Thuần, một anh nữa là Trương Công Cừu. Thì anh nghĩ rằng, anh nghĩ sao về ông Nguyễn Đình Thuần? Ông Nguyễn Đình Thuần có phản bội ông Diệm không? Có thể. Đó, cái đó thì anh biết nhiều hơn tôi hỏi anh. Bữa đó ông kêu tôi vô. Đi vô thì đưa ngồi nói chuyện của ông, thì tất nhiên là Nguyễn Đình Thuần đi vô. Cái ông hất hàm hỏi gì, có gì đó bộ trưởng. Thì ông Thuần nó có chuyện trình với cụ. Tôi nói ngồi xuống đó trình đi.
Thì ông Thuần ông nói rồi, ông nói với ông Vương Diệm này thế này. Anh nói Mỹ á, anh đâu muốn là hồi trước đó là cố vấn là cấp cao, tiểu đoàn sư đoàn, bây giờ nó muốn cố vấn xuống cấp đại đội và ở địa phương, nó muốn vậy đó, nó mở gì trước mà ít bây giờ đi xuống nó kèm hết chi tiết cấp dưới mấy cái đơn vị nhỏ. Cái ông đường hút thuốc rồi ông rút nước rồi vui. Lúc nào mà ông vui như vậy là ông bực lắm. Ông bực mình lắm. Bực mình lắm. Cái ông nói là tại sao nó đòi vậy? Nó đòi vậy là nó kiểm soát toàn quân đội mình rồi. Toàn chính quyền thôi để cho tụi nó làm luôn đi. Nghĩa là rồi như vậy tại sao anh không có thay mặt chính phủ mà anh từ chối? Mà anh đem trình cho tôi, anh gài cái khó cho tôi. Cái chuyện đó thì anh cũng biết định, anh biết ý của chính phủ rồi. Anh sẽ nói với nó đi. Tại sao anh phải vô trình cho tôi rồi làm cái khó khăn cho chúng tôi. Rồi có một cái nữa là cố vấn nó đòi mỗi lần tổng nha mà nó muốn đi đâu á, mấy người cố vấn của tổng nha đó. Lúc đó tại tổng nha anh có bao nhiêu cố vấn Mỹ, đông không? Đông lắm, đông mỗi mà. Mỗi một tỉnh vậy đó có một hai ba thằng cố vấn bên công an á. Nhưng mà nó làm việc ở tại tổng nha. Rồi nó đi ra mấy cái tỉnh á. Thì nó đề nghị là tất nhiên là tại tỉnh á. Không phải còn ở tại trong nhà mà phải đi xuống tại tỉnh á. Phải có cái văn phòng cố vấn của tụi tỉnh á. Tôi hiểu. Ông cụ nói ở tại tổng nhà tôi còn không muốn cho, tôi muốn đuổi ra ngoài rồi. Bây giờ mà xuống tại tỉnh á. Tại sao là cái chuyện đó là anh biết cái chuyện đó không có lợi gì hết á. Dân chúng giờ nó thấy vậy thì tất nhiên là Mỹ cầm đầu mình rồi. Ông la ông Thuần. Cái ông nói từ đây sắp tới tôi không nghe anh trình báo tôi về cái vụ đó nữa nha. Thì ông Thường cũng đứng dậy rồi mở ra, ông thì thấy mặt ông có bộ ông bất mãn rồi. Có cái này tôi hỏi anh, vai trò của ông phó tổng thống Thơ. Ông Thơ thì hồi lúc tôi làm việc, ông là người rất là thận trọng, đàng hoàng đối với ông Diệm. Nhưng điều anh nghĩ trong cái vai trò mà đảo chánh ông Diệm đó, thì ông Thơ ông có bắt tay Dương Văn Minh không? Để cái chuyện đó là đó, tôi anh tôi muốn nói dạ vai trò của ông Thơ với ông Minh đó, sao? Cái chuyện mà giết bà Cục đó thì là ông Thơ là chủ mưu là tại sao vì bà Cục nó chiếm hết đất của ông Thơ ở bên kia đó, bên Long Xuyên. Dạ, là vì chỗ đó là đất của ông Thơ đó để cho tụi tá điện nó mướn đó. Dạ. Thì bây giờ mà cục nó chiếm nó đóng binh đó thì là mất quyền lợi đó, ông giận mua màng luôn. Khi bữa đó đó ông Thơ bà cục đó, nó mới muốn về hợp tác với quốc gia thì nó mới là xin cho nó về. Nhưng mà trước khi mà nó về là thì nó đích thân nó phải tới để mà nó nói chuyện, thì ông Thơ cho nó về. Thì nó về trên một chiếc xuồng tự nó chèo lấy, chứ không có gạt được kho vậy. Thì ông Thơ ông mới là tương kế tự kế, ông mới cho thằng Trung Quý Hoàng đó lãnh một số là bảo an đó phục kích tại Chắc Cà Đao đó. Phục kích thì chiếc xuồng của ba cục biết vô. Biết vô thì tất nhiên cái thằng Hoàng nó bắt là nói rằng bắt được ba cục. Thằng kia nó nói làm gì bắt tôi. Tôi về tôi đầu thú. Thì tất nhiên là sao là bắt tôi. Rồi về cái là ông Thơ rồi cái ráp lên nói với ông cụ là bắt được cái thằng ba cục. Thành thử ra nghĩa là nó gọi là tù binh rồi chứ đâu phải là nó về đầu. Thì ông Thơ ông ghét cái đám đó ông mới hại. Ghét ba cục lắm.
ông Hải. Thành thứ ông Minh Dương á, với ông Thơ là một cặp bài trùng. Tôi làm tư lệnh quân khu 5, cái ông kêu tôi lên ở trên phủ phó tổng thống á. Lúc đó ông là kinh tế mà là phó tổng thống. Phó tổng thống kim lục kinh tế. Lên trình diện ông. Ông mới nói anh đi à, anh muốn tôi giúp cho anh một số tiền để đăng mà anh làm quỹ mật, anh lo tình báo không? Tôi nói dạ thì nếu mà chính phủ cho thì tôi nhận chứ. Tôi nói không có nói ổng. Tôi nói hãy chính phủ cho là tôi nhận chứ. Nó nói bây giờ đã có một số mà tụi mà cá ghe cá ở cái sông mà chưa bên này bên nửa sông bên kia của miền, nửa sông bên này của mình. Cái khé đậu bên kia thì là của miền, mà tối nó chèo qua bên này là của mình. Mà cái tụi đó là cái tụi của Việt Cộng. Chứ không phải ông có nói tụi Việt Cộng. Ông nói dân. Mà nó chở cá từ bên miền nó qua thì nó cứ bên kia đậu bên kia rồi nó qua bên đây là cá nguyên xứ rồi. Thì nó, mà tôi lúc đó tôi ưa cho tụi nó bắt lắm. Nó bắt là cái kinh tài của Việt Cộng. Thì tụi nó mới chạy lo lót với ông Thơ. Thì nó chịu cho ông Thơ mấy trăm ngàn đó. Thì ông Thơ mới kêu tôi lên, nó nói là anh bằng lòng à, tôi cho anh mới tiền. Là có một số tụi ghe cá đó, mai mốt đừng có bắt nó để cho nó buôn bán. Nó buôn bán thì tiết cho dân mình có cá ăn. Có gì bắt nó chi. Thì tôi biết ông nội này là ông lọt vô cái bẫy của Cộng sản rồi. Thì tôi không nhận. Tôi nói chính phủ cho đủ tiền rồi. Được khỏi lấy tiền để mai mốt đi đổ bể ra thành ra mình ăn hối lộ của người ta không được. Tôi không nhận. Ông Thơ ông ghét tôi kỳ đó, ghét dữ lắm đó. Ông không thích anh hả? Dạ. Thành thử cho nên cái vụ mà bắt tôi đó thì ông Thơ đó, chúng nó ra nó vô vậy đó. Có. Thành ra cái vụ hồi bị bắt là anh bị đài nữa, ông Thơ ông đâu có giúp đỡ gì anh. Không giúp đỡ. Chứ phải lúc đó mà ông nói một tiếng cũng nhẹ tay cho anh ha. Dạ không. Ông là thủ tướng mà. Dạ. Thì tức kia là tôi biết ông Thơ ông. Cái vụ đảo chánh của Nguyễn Chánh Thi đó, hồi tôi ra đó chỉ có dài không đầy 10 bữa sau thì xảy vụ Nguyễn Chánh Thi. Rồi lúc đó anh đã nắm công an chưa? Đảo chánh Dinh Độc Lập đó, Nguyễn Chánh Thi, Dương Văn Đông rồi đó. Lúc đó ông là chắc chưa trao quyền cho anh hả? Chưa. Đúng rồi. Chưa, là tôi nhớ là bữa đó đó, tôi đi đi câu hát, tối lại tôi đi câu hát cine. Thì chánh thằng sĩ quan tùy viên của ông cụ đó mới cho đi lợi nhà tôi, kiếm tôi đó, ông cụ muốn gặp tôi. Thì già tôi nói rằng ổng đi chơi rồi. Thì tới khi tôi về đó thì tức nhà tôi nói rằng sĩ quan tùy viên của ông tổng thống kiếm. Tôi mặc đồ tôi mới vô. Tôi vô ổng thì là thì lúc đó anh chức vụ gì? Lúc đó anh chưa lãnh lúc tôi ở cải quân. Hả? Ở cải quân. À cải quân. Dạ. Yeah. Anh nắm cải quân. Dạ. Yeah. Yeah. Thì sĩ quan tùy viên nó nói rằng cụ ngủ rồi, thôi để sáng đi. Thì nó đưa cho tôi coi. Là ông cụ thì di nhê cho tôi. Thế ông là? Đúng rồi. Bởi vì ông là tôi đi vài bữa sau thì anh thế ông là. Dạ. Thì thế nghe là tôi trở về. Tôi về thì đêm đó là Nguyễn Chánh Thi đảo chánh. Lúc đó chưa bàn giao? Chưa. Dạ. Mới nghĩa là mới đi di nhê anh thôi. Đi di nhê trên giấy mà dạ. Chưa có. Chưa có, chưa bàn giao. Chưa bàn giao. Tôi vô kiếm ổng rồi thằng chánh nhân phòng của ổng ngủ. Đúng rồi. Rồi đến hôm mai thì sáng mai tôi bận đồ tôi vô. Thì cái thằng cha Thanh đó là trợ báo chí ở phủ tổng thống nói đi đâu vậy? Tôi đi vô Dinh Độc Lập. Kêu nói trời ơi, ông đúng đầu ông vô trong cái tụ dù nó bắt ông hồi hôm, đảo chánh hôm. Ông không hay, nó không hay. Thế rồi thì tôi nghe nói như vậy thì tất nhiên là tôi không dám vô. Tôi không dám vô. Thì cái đêm đó là cái đêm Nguyễn Chánh Thi là đảo chánh đó. Nó có gì đó. Thì đó là cái giai đoạn Nguyễn Chánh Thi lúc đó ông là chưa bàn giao với anh ha? Dạ chưa. Dạ. Thành ra sau thì nó lung tung beng hết, nó xảy ra vụ này vụ nọ. Rốt cuộc rồi cái ngày anh ở Công Đảo về, ông Hương ông cho đón anh về với ông Trần Nhân Tư đó, thì
anh không có trở lại quân đội nữa, anh ở ngoài hả? Dạ, ngoài dân sự rồi, chạy ngủ rồi. Dạ. Có bao giờ quân đội họ đề nghị anh trở lại người bản tin về cộng đồng người Việt, giống như là các cựu quân nhân và các những người giống như là cựu cảnh sát quốc gia, những người đã từng phục vụ trong những ngành có liên quan đến đề tình báo cũng đã có mặt ở trong cái buổi lễ vào sáng ngày hôm nay để chia tay với lại cựu đại tá Nguyễn Văn Y. Ông Nguyễn Văn Y sinh ngày 6 tháng 3 năm 1922 tại Tây Ninh. Sống với song thân tại quận Trảng Bàng, cho đến năm 24 tuổi thì tình nguyện nhập ngũ. Và năm 28 tuổi thì ghi danh dự để gia nhập trường võ bị Liên quân Đà Lạt. Lúc trường mới được Chính phủ Quốc gia Việt Nam thành lập tại Đà Lạt vào tháng 11 năm 1950. Ông tốt nghiệp khóa 3 võ bị Đà Lạt với cấp bậc thiếu úy. Ông được đưa về làm đại đội trưởng thuộc tiểu đoàn 19 kể từ ngày tháng 7 năm 1951. Hai năm sau, ông được lần lượt thăng cấp trung úy, đại úy, phục vụ tại Mỹ Tho rồi thuyên chuyển về tiểu đoàn 62. Năm 1954, ông được thăng cấp thiếu tá, theo học lớp huấn luyện trung đoàn trưởng và được đưa về làm chỉ huy trưởng tiểu khu Chợ Lớn, sau đó được thăng cấp trung tá và bổ nhiệm làm tỉnh trưởng tỉnh Chợ Lớn. Năm 1957, ông đảm nhiệm chức vụ chỉ huy trưởng đệ nhất quân khu. Đến năm 1959 thì được thăng cấp bậc đại tá hiện dịch, thực thụ đồng thời giữ chức vụ tư lệnh quân khu thủ đô. Năm kế tiếp, ông được bổ nhiệm làm tổng giám đốc các trung tâm cải quân toàn quốc. Năm 1961, ông Nguyễn Văn Y được Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô chấp thuận cho giải ngũ vì Tổng thống Ngô Đình Diệm thành lập Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo và ký xác lệnh bổ nhiệm ông làm Tổng Giám đốc Cảnh sát Công an, kiêm Đặc ủy Trung ương Tình báo, một chức vụ ngang hàng Thứ trưởng. Với vai trò chỉ huy cơ quan tình báo đầu tiên của Việt Nam Cộng Hòa, ông được cử sang Singapore, Tokyo, rồi sang Mỹ để nghiên cứu về ngành tình báo tại cơ quan tình báo trung ương của Hoa Kỳ CIA ở Langley, Virginia vào năm 1961. Đến năm 1962, ông sang Kuala Lumpur ở Mã Lai để thực hiện chuyến viếng thăm thân hữu đồng thời quan sát tổ chức các cơ quan cảnh sát tình báo tại quốc gia đồng minh vùng Đông Nam Á. Ông giữ chức vụ nêu trên cho đến những ngày cuối cùng của đệ nhất Cộng Hòa. Sau năm 1975, khi Cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam, ông bà Nguyễn Văn Y cùng các con di tản bằng đường biển, sau đó qua Mỹ và định cư tại tiểu bang Virginia. Ông bà có 9 người con ruột và có một số nghĩa tử, nghĩa nữ. Bà Nguyễn Văn Y qua đời năm 1996, hưởng thọ 72 tuổi. Ông Nguyễn Văn Y tạ thế ngày 5 tháng 2 năm 2012, hưởng thọ 90 tuổi. Cụ đại tá Nguyễn Văn Y là thân phụ của nữ ca sĩ, nhạc sĩ Đấu Tranh Nguyệt Ánh. Ngoài ra, ông còn nhận nhiều người làm nghĩa tử, có nam ca sĩ kim MC của trung tâm EJA là Việt Dũng, ký giả Quỳnh Lương Thiện chủ nhiệm báo mỏ San Francisco Auckland, cô Nguyễn Thị Ngọc Nhung là giám đốc đài truyền hình Việt Nam tại Honolulu, Hawaii. Cũng có mặt hiện diện trong cái buổi chia tay với lại tiễn biệt đại tá Nguyễn Văn Y thì cũng có anh Nguyễn Văn Khanh. Anh Nguyễn Văn Khanh có thể cho biết cái cảm tình nồng nàn của người Hoa Thành Đốn đối với đại tá Y, đặc biệt là chị Nguyệt Ánh. Tôi nghĩ rằng là không phải là cảm tình của riêng người dân ở vùng thủ đô Hoa Thành Đốn mà có thể nói là người dân ở khắp mọi nơi. Trước hết là bởi vì là nếu mà nói chuyện đến đại tá Nguyễn Văn Y thì người ta cái câu chuyện nó quá dài, cái câu chuyện từ thời Tổng thống Ngô Đình Diệm và kéo dài cho đến thời đệ nhị Cộng Hòa cho đến khi ông sang bên này. Và khi mà nói đến gia đình của đại tá Nguyễn Văn Y, cảm ơn anh Võ Thành Nhân, không ai quên được nữ nhạc sĩ và ca sĩ tranh đấu, đó là chị Nguyệt Ánh. Thành ra rất nhiều, tôi được biết là có rất nhiều thư từ, rất nhiều điện thư, rất nhiều lời thăm hỏi được gửi đến cho gia đình khi mà ngay sau khi nghe tin đại tá Nguyễn Văn Y từ trần. Đó cũng là cái điều không ngạc nhiên. Đối với lại người Việt Nam mình thì ít nhiều thì tôi nghĩ rằng là cái mất sự ra đi của đại tá Nguyễn Văn Y là một cái mất mát. Cái mất mát mà cho đến giờ phút này, thú thật với anh, mặc dù là có cơ hội được gặp đại tá rất là nhiều lần, nhưng mà rất tiếc là ông không bao giờ ông trả lời những câu hỏi của tôi đặt ra liên quan đến những cái diễn biến bên trong cái chính trường của thời trước 1963 cũng như là sau thời gian 1963. Nhưng điểm mà tôi được biết là ông luôn luôn ông ủng hộ cho con ông, ủng hộ cho các cháu ông, ủng hộ trong cho cả một gia đình, và ngay cả bạn bè của Trình Nguyệt Ánh cũng vậy, ai đến nhà cũng được ông coi như là đứa con, như là đứa cháu, bởi vì là ông tin tưởng rằng là sẽ có một ngày mà cái cuộc tranh đấu của mọi người Việt Nam ở hải ngoại sẽ thành công.